nó bị cháu. Với cái thằng này thì con nó giống nó lên nữa. Giống nó lên rồi coi để buông những gì nữa là buông dây. Không nữa bà đợi nha. Em muốn này em giống cho nó cao lên. Em giống cho nó cao lên nhưng mà cho nó lố một chút đi. Cái chuyện nữa mình buông ra cái con ngã về nó dây này nó thấy suốt đời con đúng không? Con kia nữa kìa. Em kéo nó cao lên để em cắt. Kéo cho nó đầu nó vô đó đi. Buông ra cái nó vừa nè, bên này cắt khởi rồi coi đây có lỏng thỏng gì là không được. Cái chỗ này nè hai thằng nó dính nhau đó em thấy không, hai thằng dính nhau em trẻ này ra em cứ mạnh dạn em cắt em trẻ nó ra đi chứ để nó dính vô vậy là nó không đẹp mấy ngày nè. Em cứ trẻ nó ra cái hai đó nó dính nhau rồi đó nghe đi. Mấy cái nhánh mà hai cái kia mà nó dính dính nhau đó em mạnh tay em trẻ nó ra đi nha. Tôi lợi số mình là cái bốn người đó.